Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của Tân Thành Danh. Nếu các bạn đang có trong tay khoảng 10 triệu và muốn tìm một chiếc màn hình chơi game tốt nhất trong khoảng tầm giá này, thì ở đây mình muốn giới thiệu các bạn hai ứng cử viên. Thứ nhất đó chính là Tup Gaming VG27 AQ và thứ hai đó chính là Gigabyte M27 QB. Vậy thì với khoảng tầm giá 10 triệu mà các bạn bỏ ra, chúng ta sẽ nhận lại được những gì? Thì intro cái đi. Và đây là hai chiếc màn hình mình nói ở trên, thì bên đây chính là chiếc Asus Tup Gaming VG27 AQ, còn phía bên này là Gigabyte M27 QB. Giống với con số trong cái tên thì cả hai chiếc màn hình này đều có kích thước là 27 inch, 2K và sử dụng tấm nền IPS. Chúng đều có tần số quét cao. Nhắc tới tần số quét cao thì đa số những cái màn hình có tần số quét cao sẽ được trang bị tấm nền là TN. Và ở tấm nền TN đó chúng ta sẽ có một cái số hạn chế, như là góc nhìn của nó sẽ không được rộng và màu sắc hiển thị cũng khá là kém đấy. Nên đây là điểm ăn tiền đầu tiên của hai chiếc màn hình này, đó là được trang bị IPS. Nó sẽ khắc phục hoàn toàn những điểm yếu của tấm nền TN. Nó sẽ có sự khác biệt giữa hai cái màn hình này và chúng ta sẽ bắt đầu với phần thiết kế. Cả hai chiếc màn hình được hoàn thiện bằng chất liệu nhựa rất gaming, rất góc cạnh nhưng mà không quá hầm hố. Điều này các bạn có thể dễ dàng sử dụng nó trong các môi trường văn phòng mà không bị quá nổi bật. Chân và đế đều hỗ trợ nâng lên hạ xuống cũng như là thay đổi góc nghiêng của màn hình. Nhưng ở con thấp chúng ta sẽ có thêm một cái chân đế có thể xoay đổi chiều ngang cũng như là hỗ trợ xoay dọc màn hình. Còn ở con Gigabyte thì sẽ không có điều đó. Và nếu các bạn có ý định gắn A màn hình thì đừng lo, cả hai màn hình đều sẽ hỗ trợ ngầm VESA 100x100 tiêu chuẩn. Và khi đó thì những bất tiện ở cái chân màn hình của con Gigabyte sẽ không phải là vấn đề nữa. Chúng ta sẽ có hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort ở trên màn hình Tough. Còn về phía màn Giga chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB-A và một cổng USB-C nữa. Ngoài ra thì cổng Type-C còn hỗ trợ xuất ra màn hình và sạc nhanh lên tới 18W. Với màn hình Gigabyte thì chúng ta sẽ có duy nhất một cái joystick và một cái nút bấm ở phía sau. Còn ở màn touch chúng ta sẽ có một cụm 4 phím và một cái joystick. Giờ thì đến phần hiển thị của cả hai màn hình thì chúng ta sẽ bắt đầu với độ tương phản. Ở độ tương phản thì cả hai đều sử dụng tấm nền IPS nên cho một độ tương phản rất là tốt. Nhưng mà trải nghiệm cá nhân của mình khi sử dụng con Asus Tup Gaming này nó nhỉnh hơn một chút. Cụ thể là khi các bạn sử dụng ở trong bóng tối thì cái màu đen của con Asus nó sẽ cho một cái màu đen gọi là tốt hơn, màu đen hơn so với lại con Gigabyte. Gigabyte thì màu đen ở đây nó hơi ngả về màu xám một tí. Độ sáng màn hình là một yếu tố mà các bạn cũng không nên bỏ qua. Nó sẽ quyết định khả năng chống chói của hai chiếc màn hình này khi mà các bạn sử dụng trong môi trường nó quá nhiều ánh sáng. Thì ở con Gigabyte chúng ta sẽ có độ sáng là 400 CD trên mét vuông và con Asus Tup sẽ thấp hơn một tí, cụ thể là 350 trên một mét vuông. Nhưng mà mình nghĩ với một cái khoảng độ sáng như thế này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong môi trường điều kiện ánh sáng bình thường. Còn ánh sáng chói quá thì nó sẽ hơi khó khăn cho con Tup. Tần số quét cao là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các bạn chơi game. Cả hai chiếc màn hình ở đây đều được trang bị tần số quét cao, cụ thể nó là 165Hz. Ở con Tup Gaming và ở Gigabyte sẽ là 170Hz. Nhưng mà với cái sự chênh lệch khoảng 5Hz như thế này ở một cái tần số quét cao mình nghĩ là nó cũng không phải đáng quan tâm đâu. Nó chỉ có một chút xíu sự thay đổi nhẹ mà thôi. Chúng ta sẽ được trang bị công nghệ G-Sync trên con Tup Gaming và FreeSync trên con Gigabyte. Cả hai sẽ giúp cho các bạn có một trải nghiệm hình nó mượt mà hơn và nó chống gọi là sao ta, giật lắc và xé cái hình của bạn ra. Ngoài ra ở trên con Tup chúng ta còn thể có thêm công nghệ đó là Extreme Low Motion Blur và Adaptive Size. Thì cái này nó sẽ giúp giảm tối thiểu hiện tượng bóng ma cũng như là cái độ trễ gần như là không có khi các bạn trải nghiệm game trên con Tup. Và đó là những thông số về màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những tính năng bên trong của riêng từng chiếc màn hình. Đã nói là một chiếc màn hình gaming gear cao cấp thì tất nhiên là nó phải có những tính năng hỗ trợ thêm cho game. Đầu tiên thì ở con Asus Tup Gaming này nó sẽ được trang bị một cái màn hình HDR10 với rất nhiều chế độ HDR khác nhau. Nó sẽ giúp cho màu sắc cũng như là độ sáng vượt xa những màn hình thông thường. Và một số tính năng khác như là, đầu tiên đó là Shadow Boost. Nó sẽ đẩy độ sáng của những vùng tối trên màn hình lên nhưng mà không làm cháy các màu ở vùng sáng. Và các bạn có thể nhìn thấy được địch đang ở trong vùng tối dễ dàng hơn, giúp dễ win game hơn.
Chế độ Game Plus sẽ mở tâm ảo nè, zoom màn hình lên ở một điểm nhất định nè, hiện FPS mà một số game sẽ không hỗ trợ. Các tính năng này sẽ giúp cho các bạn luyện tập kỹ năng game của mình. Chúng ta sẽ còn có game visual với những cài đặt tối ưu với từng loại game khác nhau để các bạn có thể dễ dàng thay đổi hơn. Ngoài ra, với công nghệ chống ánh sáng xanh dương cũng như là chống nhấp nháy để giảm thiểu mỏi mắt cũng như là ảnh hưởng xấu tới mắt trong quá trình chúng ta trải nghiệm game. Ở trên con Gigabyte thì chúng ta cũng có những tính năng y như ở con thấp, như các bạn thấy ở phía kia đó chính là FPS cũng như là thời gian. Ở đây mình cũng đã mở tâm ảo lên rồi và chúng ta cũng có những chế độ thay đổi màu khác nhau như là FPS này, RGB này đó, movie này đó. Các bạn còn có thể custom nữa. Ở con màn hình Gigabyte này chúng ta sẽ còn thêm một cái ứng dụng nữa. Ứng dụng nó tên là OSD Sidekick. Thì các bạn có thể điều chỉnh mọi thông số của màn hình qua cái ứng dụng đó mà không cần phải thò tay ra phía sau mà bấm như thế này đây. Đặc biệt là con Gigabyte này nó sẽ hỗ trợ hai cổng USB-A. Thì lúc trước mình có nói rồi, các bạn cắm cái cổng USB kết nối giữa cái màn hình và cái PC, sau đó chỉ việc cắm chuột vào bàn phím như mình cắm ở đây nè, cắm phía dưới của màn hình nè, đây trực tiếp vào đây luôn, là các bạn có thể sử dụng chuột vào bàn phím cực kỳ đơn giản. Nó còn hỗ trợ thêm một cổng Type-C nữa. Và cổng Type-C này á, khi mà các bạn kết nối vào một cái laptop khác hoặc là một cái tablet, và nó sẽ hỗ trợ thêm một tính năng đó là KVM, đúng rồi, KVM. Thì các bạn chỉ cần nhấn một cái nút duy nhất ở phía sau màn hình thôi và chúng ta có thể chuyển đổi giữa việc điều khiển chiếc PC của các bạn hoặc là điều khiển cái thiết bị còn lại. Nói thêm một tí về những nhu cầu khác như là đồ họa này hay là xem phim á, cả hai màn đều thể hiện rất là tốt, nhưng mà mình sẽ chọn màn Gigabyte nằm ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì con Top á, mặc dù màu đen nó tốt nhưng mà những màu khác á, nó sẽ bị đẩy rực hơn, thành ra là màu sắc hiển thị ở trên màn nó sẽ không được chính xác lắm. Còn ở con Gigabyte này á, thì màu sắc nó hiển thị rất là đúng. Khi mà mình edit video như thế này á, mình không cần phải check cái màu Lumetri Corp ở đây, và mình có thể là xác định thẳng như này luôn, màu như thế này là ra ngoài những thiết bị khác nó đều sẽ như vậy. Thành ra là nếu như các bạn muốn một cái màn hình vừa có thể chơi game được nè, vừa xem phim được nè, vừa làm đồ họa vân vân cái kiểu, thì hãy chọn con Gigabyte này. Và trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn hai chiếc màn hình tốt nhất trong tầm giá khoảng 10 triệu. Các bạn thấy sao và các bạn sẽ chọn mẫu nào? Hãy comment phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.